Chào mừng các em học sinh lớp 3 đã đến với bài giảng của cô hôm nay. Cô và các em sẽ cùng nhau học bài chính tả tuần 26. Để bắt đầu vào tiết học, các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt tập 2, vở bài tập tiếng Việt tập 2, vở viết chính tả và một số dụng cụ học tập cần thiết. Trước khi vào bài mới, Cô mời các em cùng tham gia một hoạt động của cô sau đây. Hoạt động có tên là khởi động. Để tham gia hoạt động này, các em hãy lấy vở nháp và bút viết của mình ra đi nào. Trong hoạt động này, các em sẽ viết các từ ngữ mà cô sẽ đọc ngay sau đây vào vở nháp của mình. Ở mỗi lần đọc là mỗi từ các em có thể dừng màn hình để viết từ đó sau đó dõi theo đáp án của cô các em đã hiểu rõ chưa nào bây giờ các em đã sẵn sàng chưa cầm bút của mình lên và lắng nghe nhé dập dền sau khi viết xong các em hãy dõi theo đáp án của cô lắng nghe thật kỹ để viết từ tiếp theo nè. Dạ, rũ. Từ kế tiếp. Bập, bơm. Các em có viết đúng không nào? Cô đọc từ tiếp theo nhé. Bệnh dây. từ tiếp theo dí dởm từ cuối cùng rưng rức à các em hãy kiểm tra lại một lần nữa xem từ nãy giờ các em có nghe và viết đúng các từ ngữ mà cô đã đọc không nhé như vậy là vừa rồi cô đã giúp các em nghe và viết lại một số từ khó để sau này khi được nhắc đến hay sử dụng những từ này các em phải sử dụng cho thật chính xác và không mắc lỗi chính tả nhé các em đã hiểu rõ chưa nào trong tiết học này các em sẽ nghe viết một đoạn chính tả mà các em đã được đọc trong tuần 26 đó là bài Trước đèn ông sao. Trước khi vào viết bài này, cô mời các em hãy cùng đọc với cô đoạn chính tả mà chúng ta sắp viết sau đây. Các em có thể tham khảo sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 trang 71 đoạn chính tả này. Chúng ta sẽ viết đoạn đầu tiên, đó là từ đầu cho đến nơm rất vui mắt. Bây giờ mời các em cùng cô đọc đoạn chính tả mà mình sẽ viết nhé. Rước đèn ông sao? Tết Trung Thu đã đến. Mẹ Tâm rất bận nhưng vẫn sắm cho Tâm một mầm cỗ nhỏ. Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa. Mỗi cánh hoa cài một quả ỏi chín. Để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mít tím tầm rất thích mâm cỗ. Em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh, Nườm rất vui mắt. Theo Nguyễn Thị Ngọc Tú. Như vậy là vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau đọc đoạn chính tả mà chúng ta sẽ biết trong tiết học này. Nhưng trước khi nghe và biết đoạn chính tả trên cô muốn các em cùng với cô tìm hiểu nội dung của đoạn chính tả. vậy vừa rồi các em đã đọc đoạn chính tả mà chúng ta sẽ biết các em cho cô biết đoạn văn tả gì? à chắc hẳn các em đã có câu trả lời. đoạn văn tả mầm cỗ đón Tết Trung thu của gia đình bạn Tâm đúng không nào? vậy các em hãy cho cô biết. Mâm cỗ được trưng bày như thế nào? Các em có thể tham khảo lại đoạn chính tả này trong sách giáo khoa trang 71 nhé. À, mâm cỗ thì gồm một quả bưởi, một nải chuối ngự và bó mít tím. Như vậy các em nhìn lại đoạn chính tả và cho cô biết. Đoạn văn gồm có mấy câu? Chắc hẳn các em dễ dàng nhận ra và trả lời ngay. Đoạn văn gồm có bốn câu, đúng không nào? Dấu hiệu để nhận biết đó là kết thúc mỗi câu là dấu chấm câu. Các em còn nhớ không nào? Vậy, các em cho cô biết những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? À, các em chắc hẳn không quên đúng không nào? Bất kỳ bài chính tả nào, chúng ta cũng cần lưu ý một số từ cần viết hoa, đó là chữ đầu tên bài, đầu đoạn, đầu câu hoặc những tên riêng, chẳng hạn như trong bài này, đó là từ Tết Trung Thu, tên bản tâm và tên tác giả. Các em có đồng ý với cô không nào? Và sau đây, cô sẽ luyện cho các em một số từ khó có trong bài chính tả. Để khi nghe và viết bài chính tả này, các em không phải mắc lỗi ở những từ khó này. Các em đã hiểu rõ chưa nào? Trên đây, cô có hình ảnh minh họa cho một từ. Đố các em đấy là từ gì? À, đó là từ mâm cổ. Bây giờ, các em hãy viết từ này vào vở nháp của mình nhé cô đọc lại mâm cổ sau khi viết các em dõi theo đáp án của cô các em có biết đúng từ mà cô vừa đọc không nào từ tiếp theo chuối ngự cô lặp lại một lần nữa chuối ngự các em kiểm tra trong vở nháp của mình vừa viết có đúng không nhé kiểm tra cho thật kỹ nếu sai các em cũng đừng buồn hãy sửa lại cho thật chính xác Như vậy là vừa rồi, cô và các em đã đọc bài chính tả tìm hiểu nội dung và một số từ khó có trong tài. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành nghe và viết đoạn chính tả trên nhé. Nhưng trước khi nghe viết, thì cô mời các em hãy đọc lại đoạn chính tả này một lần nữa. Các em hãy đọc lại đoạn chính tả mà chúng ta sẽ viết một lần nữa. Lưu ý các em, một số từ cần viết hoa và những từ mà các em cho là khó thì các em cần lưu ý thật kỹ để khi nghe và viết bài các em không phải mắc lỗi. Các em đã hiểu rõ chưa nào? Các em có thể dừng màn hình để đọc lại đoạn chính tả này. Như vậy là vừa rồi. Các em đã tự đọc lại bài chính tả mà chúng ta sẽ nghe viết ngay sau đây. Để khi cô đọc cho các em nghe và viết bài chính tả, các em nhớ và viết cho thật chính xác. Lưu ý các em trong quá trình viết, các em cần viết chữ rõ ràng, sạch đẹp và tránh sai lỗi chính tả. Các em đã hiểu rõ chưa nào? Bây giờ, các em hãy mở vở chính tả của mình ra và trình bày một bài chính tả. Cô nhắc các em cách trình bày một bài chính tả trong vở. Đầu tiên, các em nhớ ghi thứ, ngày, tháng năm của ngày hôm nay. Dòng tiếp theo, cách lề đỏ 6 ô ly các em ghi chính tả nghe viết. Dòng tiếp theo, cách lề đỏ 5 ô ly các em viết từ bài rước đèn ông sao. Và đây là một đoạn văn, cho nên lưu ý các em đừng quên gạch đường kẻ lõi nhé. Dùng thước và bút của các em lên. Cách lề đỏ bà ô ly, các em gạch ngay đường kẻ lõi cho cô đi nào. Và lưu ý các em cũng đừng quên từ lõi, các em không được viết hoa. Bây giờ, các em có thể dừng màn hình lại để trình bày cho xong. Sau đó các em nghe cô đọc và viết bài chính tả. Cô bắt đầu đọc ngay sau đây nhé. Cách đường kẻ lõi một ô ly. Các em bắt đầu viết. Cô đọc lại tựa bài Rước đèn ông sao. Cô đọc câu đầu tiên. Tết Trung Thu đã đến tết trung thu đã đến chấm mẹ tâm rất bận mẹ tâm rất bận nhưng vẫn sắm cho tâm một mâm cỗ nhỏ nhưng vẫn sắm cho tâm một mâm cỗ nhỏ hai chấm một quả bưởi. Một quả bưởi. Có khía thành tám cánh hoa. Có khía thành tám cánh hoa. Vậy. Mỗi cánh hoa cài một quả ỏi chín. Mỗi cánh hoa. Cài một quả ỏi chín. Vậy. Để bên cạnh một nải chuối ngự. Để bên cạnh một nải chuối ngự. Và bó mía tím. Và bó mía tím. Chấm. Cô đọc lại cả câu số 2. Mẹ Tâm rất bận, nhưng vẫn sắm cho Tâm một mâm cổ nhỏ. Hai chấm. Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa. Phẩy. Mỗi cánh hoa cài một quả ỏi chín. Phẩy. Để bên cạnh một nải chuối ngự. Và bó mít tím. Chấm. cô đọc câu tiếp theo tâm rất thích mâm cổ chấm tâm rất thích mâm cổ chấm em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh phải nơm rất vui mắt chấm nơm rất vui mắt chấm cô đọc lại cả câu số bốn em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh phải nơm rất vui mắt chấm các em xuống dòng vào đường kẻ lõi năm ô viết dùm tô tên tác giả theo nguyễn thị ngọc tú theo nguyễn thị ngọc tú bây giờ cô sẽ đọc lại cả bài chính tả để các em dò ở các dấu câu hoặc sót lõi thì các em nhớ thêm vào nhé rước đèn ông sao tết trung thu đã đến chấm mẹ tâm rất bận nhưng vẫn sắm cho tâm một mâm cổ nhỏ hai chấm một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa vậy mỗi cánh hoa cài một quả ỏi chín vậy để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím chấm tâm rất thích mâm cổ Chấm, em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh. Phẩy, nơm rất vui mắt. Chấm, theo Nguyễn Thị Ngọc tú Như vậy là vừa rồi, cô đã đọc cho các em nghe và biết đoạn chính tả trong bài Rước đèn ông sao. Bây giờ, các em hãy tự sót lõi của mình. Các em có thể mở sách giáo khoa trang 71 để dò lõi trong sách giáo khoa nhé. Trên đây. Các em cũng có thể dò lỗi của mình. Lưu ý các em hãy dò lỗi cẩn thận. Nếu các em sai ở lỗi nào, các em nhớ sửa lỗi đó nhé. Bạn nào mà viết sai trên 5 lỗi thì các em cần phải rèn viết lại bài cho thật chính xác, thật rõ ràng và sạch đẹp nữa nhé. như vậy là vừa rồi cô đã rèn cho các em kỹ năng nghe và viết bài chính tả bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành bài tập chính tả ngay sau đây như vậy là vừa rồi các em đã cùng cô nghe và viết bài chính tả rước đèn ông sao lưu ý các em khi viết một bài chính tả không chỉ viết bài cho thật chính xác chữ viết phải rõ ràng trình bày sạch đẹp các em còn lưu ý đến tốc độ viết nữa đấy vậy thì bạn nào viết bài chưa được nhanh và chưa chính xác chưa rõ ràng sạch đẹp các em cần phải rèn luyện thường xuyên để khi viết chính tả chữ viết chúng ta được rõ ràng sạch đẹp chính xác và tốc độ được nhanh hơn các em đã hiểu rõ chưa nào bây giờ mời các em hãy bước sang thực hành bài tập chính tả bạn nào chuẩn bị được vở bài tập tiếng Việt tập 2, các em sẽ thực hành bài tập 2 trang 37. Bạn nào chưa chuẩn bị được vở bài tập tiếng Việt tập 2, các em cũng đừng buồn. Các em hãy tham khảo sách giáo khoa cầu 2B trang 72. Các em đã hiểu rõ chưa nào? Bây giờ, cô mời các em cùng cô đọc yêu cầu bài tập. Đức những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ơn. Lưu ý các em hai vần, các em đánh vần khác nhau nhé. Đối với en ên, các em đánh vần là ên. Đối với e nhờ ơn, các em đọc là ơn. Các em đã hiểu rõ cách phân biệt chưa nào? Trên đây là âm đầu và vần ên, vần ơn. Nhiệm vụ các em là hãy nói Âm đầu với vần sao cho những từ có nghĩa. Cô sẽ làm mẫu các em ô đầu tiên. Đó là âm đầu là âm bờ nổi với vần S. Cô sẽ có từ bền, bến, bên, bền. Các em có nghe từ bền bỉ không nào? Bến chẳng hạn như là bến đò. Bên chẳng hạn như là trong từ bên cạnh vậy là cô đã tìm ra những tiếng có nghĩa mang vần ên bắt đầu bằng âm đầu là âm bờ đây các em hãy tìm những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ên bắt đầu bằng những âm đầu mà người ta đã cho nhé các em hãy dừng màn hình lại và thực hành bài vào vở của mình đi nào sau khi thực hành xong các em hãy dõi theo đáp án của cô trên bảng sau đây là đáp án của cô. Đối với âm đầu là âm đờ, vần êm cô có từ đến, đền. Tiếp theo, cô có các từ tương ứng với những âm đầu, chẳng hạn như lên, mền, mến, rên, sơn, tên. Tiếp theo, đối với e nhờ ơn, khi nói với cái âm đầu cô có các từ có nghĩa như sau: bên, bệnh, lệnh, mệnh, tên. a à, đối với những ô trống có nghĩa là âm đầu đó khi nói với vần en sẽ không tạo ra tiếng có nghĩa. các em đã hiểu rõ chưa nào? chẳng hạn như âm đầu là âm đờ âm r, âm s, khi nói với vần e nhờ en thì sẽ không tạo ra tiếng có nghĩa. Các em hãy kiểm tra lại đáp án trên bảng của cô xem và sửa lại cho thật chính xác nhé. Trên đây là gợi ý đáp án của cô. Ở nhà các em có thể tìm thiếu một số từ có nghĩa mang vần en hoặc ên. Các em đã hiểu rõ chưa nào? Như vậy là vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau rèn kỹ năng nghe viết và thực hành bài tập chính tả. Qua đó, các em có được kỹ năng nghe và viết bài một cách chính xác hơn, rõ ràng, trình bày sạch đẹp và tốc độ viết nhanh hơn. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thêm một vốn từ liên quan đến vần ơn và vần ơn. Các em cần nhớ để sau này chúng ta sử dụng từ và viết chính tả cho thật chính xác. Các em nhớ gửi bài viết chính tả và bài tập của mình đến giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm của các em có thể nhận xét quá trình học tập của các em. Tiết học đến đây là kết thúc. Mến chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.